Tại tỉnh Đồng Tháp, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19, một chủ cơ sở Internet và nhiều thanh niên địa phương vẫn ngang nhiên chơi game trong đêm. Hiện những người này đã bị lực lượng chức năng xử phạt 180 triệu đồng. Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2021, Công an thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng này đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền lên đến 180 triệu đồng đối với 12 trường hợp tụ tập chơi game trong đêm. Vụ việc xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2021, trong lúc tuần tra người dân phòng chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng Công an thị trấn Thường Thới Tiền phát hiện cơ sở kinh doanh Internet Minh Ngọc 3, ngụ khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, vẫn hoạt động và có nhiều người tụ tập chơi game cùng nhau. Ngay lập tức, Công an thị trấn Thường Thới Tiền kiểm tra phát hiện bên trong cơ sở Internet có 12 thanh niên tụ tập chơi game trong đêm, trong đó có cả chủ cơ sở này. Công an thị trấn Thường Thới Tiền lập biên bản xử phạt chủ cơ sở Internet và người chơi game 15 triệu đồng cho mỗi trường hợp vi phạm không chấp hành các biện pháp hạn chế tụ tập đông người trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.